Đó, ghê hồn chưa? Có con ếch già, có con ếch già, hai con luôn á. Ồ, ồ, dân bỏ chạy về cái nhà luôn. Cái này vô nhiều nhất nè nha. Cái thứ hai, mấy cái chỗ đó nhiều lắm. Đợt đó có cái trên bờ ngay đó đó, ngay đầu đó luôn đó, chạy gì đâu luôn á. Nhỏ của người ta thiệt, tại vì biết sao? Ừ, đúng rồi. Cái vùng của người ta không có ếch nuôi, ếch đồng, toàn ếch nuôi mà. Nên con này mấy nó bự. Còn này mình ếch thiên nhiên bắt từ ngoài đồng về. So sánh này sao so sánh được. Rồi, hello chào cả nhà nha. Tình cờ đi ông Hiệp đi đặt 12 cửa ngục với bạn về. Thấy đồng nghiệp cũng người quen đó nha, cũng gần gần đây à. Đang đặt lập ếch nha. Lập này mùa của Hiệp gà, xong Hiệp gà đi bắt gặp luôn. Anh niên chạy Exciter trong 50 đặt lập ếch là ghê chứ. Nè cả nhà. Màu gì đây? Này cá gì lóc 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 lúm chưa hả? Này cá rô đậu cá rô phi với đồ đó, cá mồi cá gì, nói chung là có mồi là. Chơi cá tạp luôn nha. Nói chung là lộn xộn, không có lựa đặt mình đặt này đâu cần nữa đâu. Đặt 10 cái nghe nha. Trời lấy lá chuối lóc lên luôn. Chắc sáng đi mình đi quay thăm mấy lợp với anh tên gì? Tên Nam. À, Nam này quá cả nhà ơi. Thì sáng sớm chắc đi thăm sớm. Tại còn đi thăm 12 cái ngục nữa. Để coi tình hình sao. Ảnh anh cho anh đặt trên đường đi luôn. Nói chung là chỗ nào đặt cũng dính nha. Nhiều anh em nói đặt trên đường đi không chạy, nói lừa đảo đó. Đây là anh này là mua lợp của Hiệp gà đặt nha cả nhà. Đặt trên đường đi luôn, giống như mình đặt luôn. Cái này để tối nay bắt chước theo Hiệp gà đặt thôi chứ cũng không có kinh nghiệm. Để coi tình hình tối nay, coi tình hình sao. Có lý à, thấy trà bãi đồ ghê á. Ừ, trời, nó kiếm đường cho nó vô. Anh niên chạy Exciter 150 đằng lập ếch. Về sang Vigood không có làm gì. Mình cái này dịch bệnh quá nha, đi đặt kiếm ăn rồi. Anh em ở đây đặt đi đặt kiếm ăn rồi. Đây còn mấy cái để anh đi đặt xong rồi có gì sáng mai á. Sáng mai mình đi chắc đi thăm với ảnh cả nhà, quay tiếp tục cho nhà xem nha. Ăn sáng mấy bạn ơi. Nè ăn hủ tiếu nha. Sáng sớm mà ăn hủ tiếu không có gì ăn hết. Hủ tiếu với tàu hủ nè. Này tu rồi. Mời mấy bạn ăn sáng với Hiệp gà nha. Chúc đi thăm lợp đó nha. Giờ này khoảng 4 giờ ngoài. Chúc chạy lên đón ông kia đi thăm lợp. Ông chạy Exciter á. Rồi, để mình ăn nha. Có gì tới chỗ mình quay cho cả nhà xem tiếp nha. Rồi, chào cả nhà nha. Nãy giờ mình chạy xe từ ở dưới nhà mình lên trên đây cỡ 2 cây số cả nhà. Cây mấy 2 cây số. Thì mình lên đây mình hẹn với anh Exciter 150. Vì ta đang chạy ở bên Kinh Hắc ở bển qua đây mọi người. Mình sẽ thăm từ bên đầu bên đây dài dài xuống dưới nha. Thì hôm qua mình quay có con cá cả nhà. Chứ mình ngồi nói chuyện chút nữa rồi mình về mình đăng video, không biết ổng đặt tới đâu nữa nha. Đây. Mình đem nón theo nữa rồi quên chở lợp cho thằng bạn luôn, buồn thiệt cả nhà ơi. Mình đem nón theo để mình hồi mình chạy đường bển á, mình đi thăm 12 cửa ngục luôn. Cái đường này là đặt lợp ếch trên đường đi là bá cháy luôn nha, chạy xe thấy ếch nhảy lên ngển. Chúc mình còn sáng mình còn thăm 12 cửa ngục nữa. Hôm qua đặt 14 cái để coi sáng nay tình hình sao. Hôm qua bơi xuồng về thấy cá chơi lóc, quá trời lóc luôn. Bơm nước bơm cạn cả nhà, nó cá chơi lóc. Rồi thì mình đợi anh Exciter 150. Đó, y ta là bạn của thằng bạn mình nha cả nhà.
cũng mua lợp của mình mà mình không để ý. Bữa đó gặp tự nhiên cái hỏi cái mà mới nhớ giật là nhìn quen rồi cái mới biết luôn cả nhà. Thì ta cũng đặt lợp ếch ở vòng vòng xứ đây, mình hôm qua đi đặt 12 cái ngục về, mình gặp đi ra đặt thì hẹn bữa nay đi thăm luôn. Rồi nãy chạy gần tới cả nhà, đèn mua sáng quá không uổng công mình mua bỏ tiền ra mua cả nhà. Đèn này quay phim đã lắm cả nhà, quay nét luôn á, mình quay hơi xa luôn á, quay gần nét. Nãy chạy tới rồi cả nhà, rồi tới cả nhà. Giờ này khoảng giờ này 5 giờ nghe cả nhà. Chạy xe Exciter đặt lắp ếch luôn ghê hồn. Chạy quá chạy quá. Đặt đâu? Ngay đây luôn hả? Rồi chào cả mọi người cái đi. Chào hello mọi người. Bữa nay lên hình đầu tiên. Nhớ chỗ không? Nhớ cái này ra tới. Ủa đặt dưới đây hả? Nãy thấy ếch ngồi trên đây nhiều quá, im quá. Phải đặt trên đây cũng im. Hôm qua chạy về cái kinh nó dưới chở nguyên xe lợp vậy đó. Xe lợp đó là bớt hay lợp gì? Lợp bớt á. Đây phải không? Nãy đặt trên bờ lê mà có cái đặt dưới hầm này. Cái hầm êm quá mà không biết sao. Chỗ này bữa đó có người đặt rồi, đặt xuống lưng có đặt nè. Thấy kêu không? Không chạy không? Không chạy luôn. Cái đầu tiên không chạy ngay nè. Thúi trời. Đặt trên đường đi mới đá. Còn cái xa không? Gần gần đây luôn hả? Có đem theo lưới không? Không. Còn hồi lấy đổ đâu? Rồi tiếp tục luôn cả nhà. Nãy thăm lọc ếch bằng đồ sắt nách. Đây anh sẽ tăng. Rồi, tới cái thứ hai ở nhà. Ui, trời. Ủa, thấy ớt hay vậy? Thấy có ớt ngọn đó kìa. Quá trời, cái lợp bự kìa. Lật lên. Trời ơi, ghê hồn chưa? Có con ếch già. Hai con luôn á. Ôi, trên bờ chạy cái nhau. Mấy con nè, mấy con nè, bự không à? Ba con bự với... ghê hồn chưa? Mấy con, tổng cộng mấy con? Tổng cộng 4-5 con nha. Cả 5 con. Trời ơi, còn bành không nhà ơi. Cái lợp này nữa, cỡ gần nữa, không tới nửa ký. Cái đầu tiên nữa nha. Ô lộn, cái thứ hai. Có 9 cái à? 9 cái hả? Uổng quá ta, này có nhiều đặt cái đã. Nguyên cái đường này bờ đê nè, ố cái đường này mưa, tối mưa mà. Tối mưa ếch lên dữ lắm cả nhà. Rồi mình đi cái tiếp theo nha. Đi thăm lợp bằng đồ sắt nách. Dám nói mới ngủ thức dậy chưa súc miệng luôn. Rồi cái tiếp theo cả nhà. Có ếch hay gì mà, thấy ếch kìa. Thấy không? Thấy. Rồi thấy con gà. Cái này mấy con? Ồ cái này hai con trọng trọng một xíu, con hơi nhỏ nha. Cái này chạy luôn nha, hai con trọng trọng nhỏ ní. Rồi tiếp tục cái thứ tư không ta. Đây à. Rồi cái này sao thấy ghê ta?
giật quá nha. Ôi có động, có động, có động. Có, có. Mới động đó. Đó. Ba con ếch bự nghe nha. Từ con ếch bự kìa. Ồ ha. Ếch già. Này cũng không bự mấy. Bự thôi chứ không bự mấy. Này ba con nghe nha. Nãy giờ mấy cái lên đường đi chạy trơn ha. Con cái dưới ở dưới ruộng chất quất. Cái mưa này đặt trên đường đi ngon hơn nha. Trên đường đi là ba cháy ếch dưới đây cứ lên. Đây lục bình, kinh lục bình không nha. Tối ếch lên lắm. Rồi mình đi tiếp luôn nha. Dạ. Rồi tiếp tục cái hôm qua mình quay nè. Cái mình đặt hôm qua anh quay cái nha. Gần nhà chó sủa quá. Động không? Có kìa quê, thấy cái đầu kìa quê. Có tanh quá mà, tanh quá. Có ếch già nha bạn. Ếch già nữa. Rồi ếch già nữa nghe nha. Đây ếch bự thiệt. Ồ, ếch chà bá nha. Như ba con ếch lứa nữa. Bốn con. Cái này bốn con có lý. Rồi mình tiếp tục cái tiếp nha nha, cái thứ tư rồi đó. Này mới đúng là đi đặt lập ếch gì đam mê luôn nha nha. Này bất chấp đường sình lầy giác xe 150 đi để đặt. Này gọi là đam mê. Rồi vô nữa rồi. Có. Quá có lý luôn. Này là xác ếch cao thủ luôn rồi. Đặt này quá chuyên nghiệp rồi. Vô con ếch bự nữa nghe nha. Hai con luôn. Hai con với con ếch lứa lứa. Vô đặt ếch treo đường này ếch bành bành không. Hai con ếch bự, con ếch lứa. Ếch không lứa mấy nó cũng bự. Nhưng mà tại nó bự không bằng đâu. Không biết nó làm sao cho nó bự. Bự cỡ nào không biết. Rồi thì tiếp luôn nha. Nè cái xe thấy mệt không? Cái này là thứ 6 hả? Còn 3 cái nữa nha. Cái này cho thấy im im ta. Trên bờ mà không chạy buồn lắm á. Nghe không? Có, đừng con phải không? Con. Ngồi ếch trọng nha. Đừng ếch trọng. Rồi. Nói chung là trên đường đi cái nào cũng chạy hết. Có cái đầu tiên thất bại. Đặt ở dưới hầm. Hôm qua hên đặt ít có cái không? Bữa đó thấy nó đặt nhóc trơn, nó đặt liền cái luôn. Rồi tiếp cái nhà. Mày đám cỏ cho bò ăn này mà chịu chạy là chạy ghê hồn. Ủa đặt dưới cái ruộng hả? Mấy đám cỏ cho bò này chịu chạy ghê hồn lắm nha. Ui trời ơi. Đặt quay vô hả? Ồ, này có lý nè, thấy Hương đặt cũng được. Này quay Hương cũng có lý nè, có dấu dò không? Định con hả? Định con nghe nha. Con trọng á. Này đặt hơi sát quá. Xa ra chút hả? Xa như tầm những tầm. Rồi cái này được con nha. Cái nào cũng chạy hết. Con cái ngoại trừ cái đầu tiên à.
cái cuối hả? Gần không? Trang bên à. Trang bên là bộ luôn đi. Cái không? Đi ra luôn nha. Rồi, cái cuối cùng ở đây nghe cả nhà. Ôi lúng vậy ta. Đây. Thấy đục đục đó, ủa không phải. Chào, ngõ vô. Vô nha. Ba con gì á? Có bự không? Hai con, ba con à. Ba con hết trầm trọng luôn nha. Lứa lứa. Rồi cái cuối cùng cũng chạy luôn nha. Tổng cộng nay mình 9 cái, mình chắc bớt hết 1 cái. Nè, đại gia xứ miền Tây chạy trên hơi thật là bách. Đặt cho ếch gì đam mê nè. Đam mê. Thật cái này chạy hết khủng. Mấy cái đầu tiên chạy hết bành bành. Mấy khúc đầu chạy nó mạnh. Cái này lục bình chóng quá. Cái này đặt hoài à. Khúc nãy thôi, khúc đầu mình phải mình đặt nhiều nhiều á. Rồi để mình về mình đổ ra coi hôm nay được bao nhiêu nha. Rồi mình về tới chỗ ở cái nhà. Đổ ra coi tình hình nhiêu nè. Này là ếch cũ của hôm qua. Cái ếch cũ này sao biết rồi. Đây, ếch cũ hôm qua nghe nha. Ồ cùa hôm qua đặt ếch bành bành gì ha. Bả dữ ha. Qua đặt ếch bành bành không á nha. Ăn rồi. Hết mớ rồi đó. Nay dồn vô nữa, ăn không hết à. Ăn hết dồn. Mua 10 cái ăn hoài không hết. Ủa cái này mấy ếch bự 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 đá thiệt. Đèn chả chả không? Chả ăn mắt không? Ý. Một cái em bự. Xong kiếm đồ chút ra luôn á, cho dễ. Xong kiếm đồ chút ra luôn cho dễ. Ông chút bằng cái thùng bê hả? Không, chút bằng bê bay ra sao? Chút bằng cái bao á. Bao hả? Ờ, bảnh bao ra cái mình kẹp vô trong đâu đó. Bắt bắt mấy ếch bự ra chứ mấy cái bự bự. Để quay trước cho. Cái này vô cái nhiều nhất nè nha. Cái thứ hai nè. Ừ. Mấy cái chỗ đó nhiều lắm, đợt đó có đặt cái ở trên bờ ngay đó đó. Ngay đầu đó luôn đó. Chạy gì đâu luôn á. Đó. Đó mới có coi không? Có coi mà đâu biết chỗ nào đâu. Quay lên không biết à. Quay lên kinh nào cũng như kinh ấy à, lục bình giống giống giống. Với lại coi nhiều nhiều clip quá không? Mình không có biết. Cái này chạy mấy con à? Hai con. Hai con rồi. Ba con rồi, nãy giờ bắt ba con rồi. Con bự hai nhỏ, con này con bự. Một ếch bự à. Khủng nha. Bốn con. Nhiều nhiều người nói mình ở đây ếch bay lớn đó là ếch nhỏ của người ta. Năm con. Không, nhỏ thiệt chứ bộ. Nhỏ của người ta thiệt, tại vì biết sao. Ừ đúng rồi. Cái vùng của người ta không có ếch nuôi ếch đồng, toàn ếch nuôi mà. Nên con nặng mấy nó bự. Còn này mình ếch thiên nhiên bắt từ ngoài đồng về. So sánh này sao so sánh được. Có mấy vùng ở ngoài Bắc á. Ngoài Bắc hả? Ừ ngoài Bắc con ếch nào ếch nấy bị lớn nè bằng tay không á. Ừ tại trong đìa á, trong ao lâu năm á. Mà hiếm lắm. Ừ nó nhưng mà nó ít. Còn mình đây là ếch này chính gốc ếch đồng nữa nha. Ếch này là ăn thịt là coi như là không còn ếch nào ngon bằng. Ếch nuôi ăn thịt đâu ngon bằng ếch đồng đâu. Giờ bẹt à. Ếch đồng này ăn thịt như thịt gà ngon, thịt như gà gan muối nha. Ừ, gan muối này mà ngọt ngọt. Gan muối ăn rất là ngọt. Ừ, thơm ngon. Ngon. Nói tới thèm bia. Qua nghị kêu ở lại mặn gà. Cái này dịch bệnh nhậu nhẹt gì. Nhậu công thèm mấy anh lại rồi. Mấy anh nó gõ cửa cái ha. Thèm lắm nhưng mà cũng gắng nhịn cho qua mình làm tốt cho người. Còn mình mấy cái để mình bắt vô cho xong luôn nghe nha. Rồi hôm nay được nhiều nghe nha. Hôm qua mình dồn hôm qua nữa. Nắng quá ta. Ủa lộn à. Sáng chói quá. Ít bành bành không nhờ ơi. Này được nhiêu ta? Cộng
đây. Hai chiếc ngoài. Nặng lắm. Hai người cầm sao biết được. Hai người cầm nặng quá, hai người cầm. Cái gọng này cỡ nhiêu ký? Gọng này cỡ 1 ký, nửa ký vậy. Ồ, vậy này 3 ký mấy luôn á. 3 ký mấy này tầm 3 ký á. Nè. Nếu như mình căng tay không chính xác nhưng mình đoán cũng cỡ 2 ký ngoài. Sao nặng vậy? Ở bển cái gọng nặng vậy là khoảng tầm 3 ký. Ở này 2 ký ngoài 3 ký. 3 ký đâu lại. Hôm qua được nhiêu ta? Hôm qua nay chắc được ký mấy? Cỡ 7 tấn lạng à. Nay chắc được ký mấy 2 ký vậy? Tại hôm qua ký mấy ăn hết nửa rồi. Rồi thì kết quả thành quả hôm nay nhiêu ở nhà, hôm nay tình cờ gặp được ông Ní này. Rồi, sẵn mình quay luôn, đang quay 12 cái ngục rồi sẵn mình quay lập hết luôn nha. Rồi video đến đây cũng kết thúc nha. Chào tạm biệt cả nhà nha. Mong là những clip sau mình có thể quay của ổng được nữa. Rồi chào cả nhà luôn anh gì đó rồi.